Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video này, mình sẽ thực hiện rút tiền hai dự án đầu tư mới ra. Thì dự án này là dự án đầu tiên nha mọi người. Thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ này. Mọi người ấn vào đã đi để hoàn thành này. Bây giờ mọi người đi rút tiền nhé. Mọi người ấn vào chữ rút tiền cho mình. Mình ấn nhầm mật khẩu nhé. Mình nhầm lại. Ok, mọi người đã rút tiền thành công rồi nhé. Mình sẽ đi sang dự án thứ hai để rút tiền nhé. Ok, 4 đô vén luôn này, dự án kia vén luôn này nhá. Thì mình tiếp tục dự án này này. Mình đi làm nhiệm vụ này. Rồi mình lại tiếp tục rút nhá. Ok, mình đã rút tiền thành công nhá. Thì dự án này mình có thể ở bên ví bên này. Hiện tại đang là 54 đô luôn. Ok, đang gửi dự án này đang gửi về cho mình là 3 đô nhá, đang gửi rồi. Khá là uy tín nhá. Thì dự án này mình đã rút là để mình rút bao nhiêu lần này? Cái này mình đã rút 2 lần rồi nhá. Chỉ cần một lần nữa là mình hoàn vốn rồi. Điểm qua dự án này xem mình rút bao nhiêu lần rồi nhá. Ok, thì dự án này mình rút tổng là 12 đô 3. Thì mình đã nạp vào đây nhá. Là 12 đô. Thì mình đã hoàn này nhá. Nếu mà ngày mai mình rút được tiếp ấy thì tức là mình được ăn lãi nha mọi người. Khá là ngon. Ok, mình xin kết thúc video ở đây nhá. Nếu mọi người có quan tâm đến dự án, à nếu mọi người nhầm, thì dự án này mọi người không nên vào nhá. Nếu mọi người có quan tâm đến kênh của mình ấy, thì lần sau mình lên dự án mới nhất thì mọi người có thể đăng ký kênh mình, bật chuông để mỗi khi có thông báo ấy thì mọi người vào mọi người chơi luôn. Thì dự án của mình giới thiệu toàn là dự án mới ra khoảng tầm 30 phút đến 1 giờ trước rồi. Thì dự án nào mới ra là mình review cho mọi người luôn, cho nên mọi người yên tâm nhá. Cũng như dự án này đây, mình đầu tư từ lúc nó mới vừa ra luôn, thì đến bây giờ mình hoàn vốn này. Ok, thì mình xin kết thúc video đây nhá.